các bản tin xem cách 24 giờ. Ducati Panigale 1199R đẹp ước ngày, trang bị option hàng tiền. Ducati Panigale 1199R là phiên bản phát triển đặc biệt với các kỹ thuật nâng cao của Ducati Cross World Superbike. Từ lúc xuất hiện đi kèm với công bố vài nâng cấp dành cho dòng Panigale của hãng Ducati, qua cái nhiều tinh chỉnh từ xưởng độ của Thái Lan, Superbike danh tiếng này càng thêm nổi bật hơn với những trang bị đèn tiễn cao cấp. Tương tự với người anh em trong nhìn Ducati, được ưu ái cái trang bị thêm phiên bản R gồm hệ thống giảm xóc của Holden, điều chỉnh điện tử, khung gầm gắn với gấp sau tại 4 vị trí có thể điều chỉnh, động cơ kết hợp bằng titan và xe sử dụng cái sợi carbon giảm trọng lượng. Đèn trước hoàn toàn dùng bóng LED, màn hình TFT hoặc hiển thị những thông số đo đạc điện tử và trang bị cao cấp tiêu chuẩn của mô hình này. Và ở chi tiết bên tay phải, công tắc CNC cao cấp hiếm hoi của bản độ phân lớn, thay thế cho hệ thống phanh tiêu chuẩn là cụm phanh của Rainbow Bridge. Kết hợp hoàn hảo với cụm phanh của Rainbow Bridge là bình dầu Alien, và ở vị trí trước tay lái là trợ lực Holden nằm tăng thêm cái độ ổn định cho xe ở tốc độ cao và góp phần tăng thêm cái độ đẹp trai cho bản độ này. Và ở chi tiết chỉ đồng trái được nâng cấp cái cụm công tắc Ducabay, một trong những option đồ chơi dành riêng cho hãng Ducati với rất nhiều nút màu sắc khác nhau và hiệu dụng lại cho cái độ thẩm mỹ khá cao. Tương tự với cụm phanh đồ chơi là Rainbow Bridge kết hợp với bình dầu Alien. Cái khung của cái dòng xe này sở hữu công nghệ tiên tiến nhất với Holden 43mm, EIX 30 ở phía trước và Holden TTX 36 cũng mô đồ sóc phía sau, với hệ thống ống xả nén hoàn toàn độc lập và có thể điều chỉnh được. Phanh của Rainbow hàng đầu sử dụng là 4 piston Rainbow. Cái mâm vàng của Marchesini hợp kim 17 inch, trọng lượng khá nhẹ, làm cho 1199R co công suất lên tới 195 mã lực từ cái động cơ Elstein Super Quattro, cho vòng tua máy cực đại lên tới 12.000 vòng phút và khả năng tăng tốc cải thiện mà không ảnh hưởng đến tốc độ tối đa. Exciter 10 độ phiên bản là Hy Lạp cực kỳ chất của bạn học sinh cấp 3 ở tỉnh Gia Lai. Như tiêu đề thì chiếc xe này được làm theo phong cách của Hy Lạp cực kỳ chất của một bạn trẻ, với phần đầu được tháo về trắng bùn và hạ phục, khoác trên mình một dàn áo của Holden màu trắng là cực kỳ đẹp. Hầu như chiếc xe được chủ nhân sở hữu thay đổi toàn bộ cái bề ngoài lẫn bên trong với rất nhiều đồ chơi kiển, tốn rất nhiều chi phí. Exciter 10 đã thay đổi khá nhiều diện hình. Về phần tổng thể thì chiếc xe này đã độ chế ở bên ngoài lẫn bên trong. Về vẻ bên ngoài, thân hình cực kỳ nhỏ gọn với đời là 2010. Chủ xe đã thiết kế lại chiếc xe của mình theo phong cách một chiếc xe đậu, với dàn chân sử dụng là cái đèn cầm với lớp nhỏ giúp cho xe lướt như trên mây. Được gắn thêm cái phục của Holden bình dầu giúp cho xe êm ái hơn. Phần đuôi xe với cái biển số được tháo bỏ. Còn về nơ công thì chủ xe đã độ lại cái trái piston 58mm có dung tích sedan 149cc, ngang ngửa với một chiếc xe 150cc. Và phần ống xả cũng được lắp thêm cây bồ của 4 Ross Levin đại lực. Sẽ được trang bị thêm đồng hồ điện tử và trợ lực tay lái. Phần đầu được tháo bỏ với chiếc đồng hồ nguyên thủy và được thay vào đó là một cái đồng hồ điện tử Casio AS2M được rất nhiều bạn trẻ hay dùng. Phía dưới cổ thì được lắp thêm cái trợ lực lái của Holden giúp xe chạy đường chắc chắn hơn. Và dưới đây là một vài hình ảnh của chiếc Exciter 10 của một bạn trẻ. Chiếc xe đang đổi dáng cùng với vài anh em của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, kế tiếp nhớ like, share và subscribe.